COVID-19, huấn luyện viên Park Hang-seo bỏ lỡ cuộc họp quan trọng. Được xác định là đã dương tính với COVID-19, huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải vắng mặt liên tiếp trong hai cuộc họp với ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Theo thông tin mới nhất, huấn luyện viên Park Hang-seo đã dương tính với COVID-19 sau khi tiến hành kiểm tra tại nhà riêng vào chiều ngày 3 tháng 3 và đang trong quá trình điều trị. Chiến lược gia người Hàn Quốc nhiễm COVID-19 sau khi tham dự khán trận Bình Định FC gặp Viettel ở vòng 1 V-League năm 2022 vừa qua. Được xác định là đã dương tính với COVID-19, huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải vắng mặt liên tiếp hai cuộc họp với ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Đây là những cuộc họp quan trọng của hai đội tuyển để chuẩn bị cho hành trình sắp tới. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm việc với bộ phận chuyên môn của VFF, qua đó thống nhất kế hoạch làm việc của đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam trong thời gian sắp tới nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ ba World Cup 2022 và SEA Games 31. Dự kiến ngày mùng 10 tháng 3, ông sẽ công bố danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu còn lại tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, gặp đội Oman trên sân nhà vào ngày 24 tháng 3 và gặp Nhật Bản trên sân khách. Dự kiến đội tuyển quốc gia và U.23 Việt Nam dự kiến là sẽ cùng lúc tập trung vào giữa tháng 3 tại Hà Nội. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là có thêm những điểm số ở hai trận đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2022. Trong khi đó, thì U23 Việt Nam có nhiệm vụ là bảo vệ tấm huy chương vàng tại SEA Games 31 trên sân nhà vào tháng 5 sắp tới, đồng thời là tiến xa tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra vào tháng 6 và có được thành tích tốt tại ASEAN năm 2022 tại Trung Quốc vào cuối năm nay. Theo nhiều nguồn tin, thì thủ môn Đặng Văn Lâm và Văn Toản sẽ không có tên trong danh sách tập trung tới đây của đội tuyển Việt Nam vì vấn đề sức khỏe. Trong khi đó, thì đoàn Văn Hậu nhiều khả năng cũng không kịp tham dự SEA Games 31 vào tháng 5 tới, khi mà chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Theo thông tin từ câu lạc bộ Hà Nội mới đây, đoàn Văn Hậu sẽ trở lại tập luyện sớm nhất vào tháng 5 tới và cần ít nhất một tháng làm quen với sân cỏ trước khi mà quay trở lại sân đấu chính thức và vẫn bỏ ngỏ khả năng là tham dự vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 6 tới. Văn Lâm không đá hai trận cuối vòng loại thứ ba World Cup năm 2022. Thủ thành Đặng Văn Lâm sẽ không tập trung cùng với đội tuyển Việt Nam tham dự hai trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á sắp tới. Theo đó thì thủ thành này sẽ không được triệu tập chuẩn bị cho vòng loại thứ ba World Cup năm 2022 diễn ra dù là đã bình phục chấn thương. Và Lâm chấn thương vào tháng 9 năm 2021 trong một buổi tập. Anh bị chật khớp và phải phẫu thuật Cầu thủ sinh năm 1992 thì mới trở lại tập luyện cùng với đồng đội hơn một tháng vừa qua. Thủ thành này thì vẫn cần thời gian để lấy lại phong độ và có cảm giác là bắt bóng tốt nhất. Do đó thì Đặng và Lâm sẽ không được triệu tập lên tập trung cùng với đội tuyển Việt Nam. Dự kiến là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có công bố danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam vào ngày 10 tháng 3. Hãy ấn những cái tên hàng đầu cho vị trí thủ môn của đội tuyển Việt Nam sẽ là Nguyễn Mạnh, Văn Hoàng và Tấn Trường. Đội tuyển Việt Nam dự kiến tập trung vào ngày 14 tháng 3 tại Hà Nội và sẽ có 10 ngày chuẩn bị cho trận đấu ở lượt trận thứ 9 gặp Oman trên sân Mỹ Đình trước khi mà lên đường sang Nhật Bản thi đấu vào ngày 29 tháng 3. Đội tuyển Việt Nam, Thầy Park lại lo âu vì V-League Huấn luyện viên Park Hang-seo Hàn đã phải lo âu cho kế hoạch của đội tuyển Việt Nam sau những gì đã diễn ra ở vòng loại đầu tiên V-League năm 2022. Báo Vietnamnet thông tin, huấn luyện viên Park Hang-seo vừa có buổi làm việc với bộ phận chuyên môn của VFF để thống nhất chương trình hoạt động cho các đội bóng mà mình đã dẫn dắt trong thời gian vừa qua. Sau buổi làm việc, thuyền trưởng người Hàn Quốc đã chốt xong kế hoạch tập trung đội tuyển Việt Nam, lẫn U23 Việt Nam tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022 và SEA Games 31 trên sân nhà. Cụ thể hơn, sau vòng loại thứ tư V-League năm 2022, các đội bóng mà huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt hội quân tại Hà Nội và bắt đầu bước vào đợt tập huấn. Huấn luyện viên Park Hang-seo dành sự ưu tiên cho đội tuyển Việt Nam bởi vào các ngày 24 và 29 tháng 3 gặp Oman, Nhật Bản tại vòng loại World Cup năm 2022 trước khi quay trở lại U23 Việt Nam cùng với kế hoạch bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 31 trên sân nhà. Nỗi lo thứ của thầy Park là sau hai vòng đấu đầu tiên tại V-League 2022, giải đấu cao nhất Việt Nam đang có sự khởi đầu chậm chạp khi mà phần lớn gặp vướng mắc về dịch bệnh khiến ảnh hưởng rất nhiều tới phong độ. Ví dụ điện hình là Hoàng Anh Gia Lai, khi đội bóng nắm giữ nhiều quân số bậc nhất đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đang khởi đầu vô cùng lo ngại, dù là các đối thủ ở hai vòng loại vừa qua được đánh giá là dưới cơ. Giờ tới Hà Nội FC, Hiện nhà cựu vô địch v vẫn chưa thể xuất hiện, thậm chí là ở vòng 3. Khả năng cao cũng sẽ tiếp tục phải ngồi chơi sới nước vì có nhiều ca mắc Covid-19. V-League khởi đầu chưa như kỳ vọng, chất lượng chuyên môn không thật cao. Điều đó rõ ràng ảnh hưởng rất lớn tới tính toán của người thuyền trưởng Hàn Quốc. Thứ ba là đội tuyển Việt Nam với chiến thắng ở trước Trung Quốc trong vòng loại thứ ba World Cup 2022. Rõ ràng mang tới rất nhiều kỳ vọng cho người hâm mộ lẫn bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo sau không ít yêu cầu thay đổi. Thời điểm đó thì thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng đã có thay đổi để mang tới cho đội nhà diện mạo khác, nhưng vẫn chưa đủ với chính huấn luyện viên Park Hang Seo, nên ông kỳ vọng lớn ở lần tập trung tới. Nhưng với những gì đang cho thấy từ các trận đấu, lẫn là từng cá nhân thuộc biên chế đụng đội, đội tuyển Việt Nam thì rõ ràng đáng lo ngại với huấn luyện viên Park Hang Seo bởi hầu hết chưa đạt được vòng độ cao nhất như kỳ vọng, dù là ngày hội quân đang gần kề. Còn báo Tiền Phong cho hay, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tập trung đồng thời cả U23 và đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho hai trận đấu còn lại, vòng loại thứ ba World Cup 2022 và SEA Games 31. Nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam là hai trận đấu còn loại của vòng loại thứ ba World Cup 2022, gặp đội tuyển Oman trên sân nhà vào ngày 24 tháng 3 và gặp đội tuyển Nhật Bản vào ngày 29 tháng 3. Trong khi đó, nhiệm vụ của đội tuyển U23 Việt Nam là hướng vào mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch SEA Games 31 do Việt Nam đang cài tổ chức vào tháng 5 sắp tới. Do hai đội tuyển tập trung song song, nên là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chịu trách nhiệm quản lý chung cả hai đội, đồng thời là phân công nhiệm vụ cụ thể cho các trợ lý trong ban huấn luyện của hai đội để làm sao để nhằm đảm bảo tốt trong công tác chuẩn bị của hai đội. Theo kế hoạch, thì đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế Dubai Cup năm 2022 Kể từ ngày 20 tháng 3 tới 30 tháng 3, chung với thời gian đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022.